Sau khi mà các bạn install rồi thì các bạn chạy thử nha, chạy thử xem thử là nó có chạy hay không ha. Rồi ở đây nè, mình sẽ gõ là npm run start ha, nhấn enter được không? Npm run start ha, đây lệnh này đấy, npm run start ha. Thì khi mà các bạn gõ run start thì các bạn sẽ thấy là nó chạy như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần là lên trên cái trình duyệt á, các bạn gõ giúp mình chữ localhost 2.3000 nhấn enter. Đó, nó mới ra được cái express như thế này là ok ha. Đấy. Gõ localhost 2.3000 mà nó ra được express như thế này là ok. Được chưa? Ok chưa? Được chưa nè? Ok nghe.